cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc, cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí bạch thế tôn nếu đại bồ tát chẳng tư duy nhãn xứ cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý xứ thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc chí nhất thiết chí bạch thế tôn nếu đại bồ tát chẳng tư duy xác xứ cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc chí nhất thiết chí Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc giới, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn thức giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn Ba La Mật Đa, nếu chẳng viên mãn Ba La Mật Đa thì làm sao có thể đắc chí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn xúc, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý xúc, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát chẳng tư duy địa giới cũng chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng thì làm sao viên mãn ba la mật đa nếu chẳng viên mãn ba la mật đa thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí